Tập 32. Thế nào rồi? Bác nghe thấy gì rồi hả? Nãy cậu rút đao rút kiếm ghê lắm, bây giờ lại yên tĩnh rồi. Sao không nghe thấy nữa nhỉ? Trời ơi, bây giờ Ti Âm làm sao rồi? Nếu Ti Âm gặp chuyện bất trắc, ta cũng không sống một mình đâu Ti Âm mà. Mời. Giao cơ phu nhân. Sao ngài lại tới đây? Ta mua chuộc được một tên lính tranh nên vào được. Phu nhân, người gầy đi nhiều quá rồi. Tình hình thế nào rồi? Công tử của Bình Thủy Dương tự dẫn ở đại điện. Tây Thiên Dương sợ khiến chúng thần không phục nên tạm thời không truy cứu chuyện này nữa. Đúng là một đứa trẻ dứt khoát. Ti Âm thì sao? Ti Âm đã được Dương Mẫu đưa về Thiên Đình. Đúng là một đứa bé đáng thương. Dương Mẫu nhất định sẽ không tha cho nó đâu. Phu nhân, hình như Dương Mẫu đã biết hết rồi. Vừa rồi khi Tây Thiên Dương muốn quả thiêu Ti Âm, người không buồn phản ứng gì hết. Nhưng mà phu nhân yên tâm đi, Ngọc Đế sẽ bảo vệ cho Ti Âm. Bây giờ đáng lo nhất chính là phu nhân. Ngọc Đế vẫn không yên tâm về người, nên bảo ta đến xem phu nhân thế nào. Ngọc Đế còn bảo ta mang cho người một thứ. Người xem này. Đây là cây đàn Ngọc Đế bảo ta mang cho người. Để chỗ người, người có thể đánh đàn để báo tin cho bệ hạ.
Hạ Viêm chết, Tây Thiên Dương sợ Bình Thủy Dương không phục sẽ khởi binh, nên tạm dừng ở đó. Nhưng Tây Thiên Dương sẽ không dừng ở đó đâu. Ông ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Ngươi vì lợi ích cá nhân mà gây ra đại chiến thiên đình. Ngươi nói xem, ngươi đáng tội gì? Chỉ cần con và Ngưu Lan Ca có thể bên nhau, tội gì con cũng chịu, chết không thay đổi. Đúng là nghịch đời. Đường đường là công chúa thiên đình mà lại vì một kẻ phàm phu tục tử, chẳng ai biết là ai, đòi sống đòi chết, là mất mặt thần tiên thiên đình quá thể. Ta đứng trước Tây Thiên Dương chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào thôi. Đúng là nhục nhã hết sức. Con không hiểu, trên trời dưới đất dù khác biệt rất lớn, nhưng tình thân thì như nhau. Con cái yêu thương cha mẹ, cha mẹ yêu thương con cái. Mẫu hậu, người là mẹ ruột của con mà, sinh ra con, nuôi con lớn, sau lúc Ti Âm đứng trước sống chết, người lại bình tĩnh như vậy, không hề dao động một chút nào. Mẫu hậu, chẳng lẽ người không yêu thương Ti Âm nữa sao? Giao Cơ, mỹ nhân của ta, nàng đừng khóc, đừng lo cho Ti Âm. Ti Âm là cốt nhục của chúng ta. Nó là con gái của chúng ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ cho nó. Giao Cơ, vì nàng, vì nàng yêu thương ta sâu sắc, Giao Cơ, Giao Cơ, tin ta đi, dù có phải hy sinh tất cả, ta cũng nhất định phải bảo vệ con gái của chúng ta, Ti Âm của chúng ta. Giao Cơ, Phụ Dương, Ti Âm, Ti Âm, con gái của ta, con phải chịu thiệt thòi rồi, khổ cho con quá. Không có gì đâu, vì phụ là bậc cũ ngũ chí tôn, vì mà không thể tránh được tai ương cho con gái mình. Phụ Dương, người đừng tự trách mình. Lúc đầu là con chọn xuống phàm, con đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh chịu tất cả khó khăn rồi. Bây giờ khó khăn đã đến, con sẽ thản nhiên đón nhận. Dù sao con đường này cũng là con tự chọn. Ta chưa từng mong con làm nữ thần, làm kinh túc gì hết, chỉ mong con được bình an. Nhưng lần này là vì chuyện này, con phải trả giá quá lớn. Phụ Dương, tình yêu thực sự trên đời chỉ có một lần mà thôi. Chỉ cần có thể mãi mãi ở bên Ngưu Lan Ca, khó khăn gì con cũng có thể vượt qua được.
Mẫu hậu, mẫu hậu, người định phạt Ti Âm thế nào đây? Không liên quan tới con, con khỏi nói gì nữa. Bây giờ ta thấy rất phiền, để ta được yên tĩnh chút đi. Ai bảo không liên quan tới con chứ? Con ôm cục tức này lâu lắm rồi đó. Từ ngày thành hôn, nó đã bắt đầu chống đối con. Nó ăn trộm quả nhẫn tâm của con, mang đi lén thành hôn với người phàm. Bây giờ lại hại chết Trúc Dung, biến con thành quả phụ. Con tuyệt đối không tha thứ cho nó đâu. Mẫu hậu, người cũng không được phép tha thứ cho nó. Con chỉ biết nghĩ tới con thôi. Con có thể nghĩ cho người khác, nghĩ cho ta nữa hay không? Con nghĩ cho mẫu hậu mà. Mẫu hậu, người và phụ Dương từ nhỏ luôn yêu thương Ti Âm, coi nó như bảo bối của mình. Nhưng mà đối xử với con thế nào? Con cứ như đứa mồ côi vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Quả được chăm sóc lại không ngọt. Kẻ hại người lại chính là nó. Mẫu hậu, chắc là người không biết, thực ra Ti Âm chẳng phải tam công chúa gì hết, cũng chẳng phải đứa trẻ bị bỏ rơi, Phụ Dương cứu từ dưới nước lên. Đó là con riêng của Phụ Dương và tiên nữ khác, là nghiệt chủng của Phụ Dương và tình cũ đó. Mẫu hậu, người là dương mẫu cao quý, là dương mẫu dưới một thần trên dạng thần. Nhưng mà người không ngờ đúng không? Người bị Phụ Dương, bị Ti Âm, bị cuộc hôn nhân giả tạo này che mắt bao nhiêu năm rồi. Người dồn hết yêu thương cho con gái của tình địch, mà thờ ơ với con gái ruột của mình. Từ nhỏ người đã không thích con, không yêu thương con. Nhìn thấy con là bảo con ra chỗ khác, người chưa từng hôn con lần nào. Những gì tốt nhất, tình yêu, sự quan tâm chăm sóc, người dồn hết cho Ti Âm. Nhưng mà kết quả thì sao đây? Người nhìn thấy chưa? Bây giờ nó muốn lấy mạng của người. Đây là thiên lý, là ông trời muốn trừng phạt người đó. Con cút đi cho ta. Thương Giáp, ngươi qua đây. Bệ hạ, ngươi nghe xem bây giờ đang có tiếng gì, đang nói gì chứ? Dân dân dân. Ti Ti Bệ hạ, tôi thực sự không nghe ra tiếng gì hết, chỉ nghe ra ti ti gì đó.
vậy thôi, hình như không phải âm luật. Ta đã nghe ra rồi, rõ ràng là ti âm, ti âm. Dân dân dân, dạ phải. Giao cơ của ta, trong lòng nàng ấy chỉ lo cho sự an nguy của con gái ti âm. Bệ hạ, người đừng quá đau lòng mà, phải nghĩ cách cứu Tam công chúa mới đúng chứ. Mỹ nhân của ta, giao cơ của ta, ta có lỗi với nàng, không thể có lỗi với con gái của chúng ta thêm nữa. Dù đế vị có lung lay, ta cũng phải bảo vệ cho ti âm. Bệ hạ, Dương mẫu có lời mời. Đang tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì chàng không thể đến đây được hay sao? Nếu ta nhớ không lầm, hình như cũng lâu lắm rồi chàng không đến cung của ta. Không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Ta làm gì mà chàng ghét đến như vậy chứ? Đang muốn nói gì chứ? Ta có rất nhiều điều muốn nói. Ta không muốn bàn chuyện chúng ta với nàng đâu. Ta chỉ muốn hỏi nàng, nàng định xử lý ti âm thế nào đi? Ta thì làm gì được nó? Ta dám làm gì nó cơ? Đó là cốt nhục của chàng, viên ngọc trong tay của chàng, là kết tinh tình yêu của chàng mà. Thì ra là vì chuyện này hay sao? Không sai, ta phải trừng phạt sự lừa dối của chàng. Ta không cố tình lừa nàng. Cuộc hôn nhân của chúng ta vốn là một cuộc giao dịch thôi. Đáng thương cho ta, làm cái xác sống hơn 3.000 năm. Là chồng, ta có lỗi với nàng. Nhưng ti âm, nó vô tội mà. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn nghĩ là nàng chính là mẹ ruột của nó. Đừng để tình mà tha cho nó đi. Chuyện lớn thế này, ta là Dương Mẫu, là người cai quản gia pháp trên thiên đình. Ta không thể vì tình riêng mà vi phạm thiên quy. Ta biết nàng sẽ nói như vậy mà. Nói nhiều cũng vô dụng thôi. Nhưng có chuyện này ta xin nàng. Chuyện giữa hai chúng ta thì để hai chúng ta giải quyết. Đừng liên lụy tới ti âm. Ta vẫn là câu nói đó thôi. Ti âm nó vô tội. Chàng vẫn một mực bảo vệ nó. Nếu như nàng cứ nhất định phải làm như vậy, hành xử cực đoan như vậy, ta thà không cần đế vị này nữa cũng sẽ kết thúc với nàng.
chức nữ tinh tự ý thành hôn, đó là vi phạm thiên quy, không thể nào tha thứ được. Ai gia để tình mẹ con suốt bao nhiêu năm nay, đã nương tay với nó rất nhiều lần, không ngờ nó ngày càng quá đáng, liên tiếp vi phạm thiên quy. Vì vậy, khoan đã, đúng là Ti Âm đã vi phạm thiên quy, nhưng mà nó đã bị xóa thần tịch từ lâu. Theo lý mà nói, bây giờ nó chỉ là một người phàm trần thôi, dù có phạm tội cũng nên để người trừng phạt. Ý Ngọc Đế là phải thả cho nó về nhân gian hay sao? Nhân gian sẽ có pháp luật của người để xử lý. Được, vậy thì ý của các vị thần tiên như thế nào? Được rồi, ta thấy mọi người ở đây chẳng ai dám nói thật hết. Chuyện này cứ quyết như vậy đi, phạt theo thiên quy thiên pháp. Đừng quên lời của ta vừa nói đó. Làm theo thiên quy thiên pháp và ý của Ngọc Đế bệ hạ đi, đưa ngươi xuống nhân gian xử lý. Đưa chức nữ ra khỏi Nam Thiên Môn, áp giải xuống hạ giới đi. Dân, mời.
Không được, con không phục. Phạt nhẹ như vậy, con không phục đâu. Con không đồng ý, con không đồng ý. Tam công chúa mau đi đi, ta muốn đi thăm nhị tỷ. Vậy thì người nhanh lên. Nhị tỷ à, tỷ đừng buồn nữa mà. Ta phải trông ngóng quên lấy cả đời. Xin lỗi tỷ, đều tại ta, cho nên tỷ mới thế này. Tình yêu vĩ đại như thế, có thể hy sinh bản thân mình. Sau chuyện này ta còn bội phục quên lấy hơn. Đây không phải là lỗi của muội đâu, là nhị tỷ không có phúc hưởng. Ta đã cảm nhận được tình yêu. Thời gian ở bên Hạ Viêm đã đủ để ta nhớ lại cuộc đời. Tam muội, muội không hề sai. Chết vì tình yêu không có gì tiếc nuối, chỉ đáng tiếc không bao giờ còn ai đáng để ta làm như vậy nữa. Nhị tỷ, tam muội, ta chúc muội và Ngưu Lang mãi mãi hạnh phúc cùng nhau, mãi mãi yêu thương nhau. Nhưng mà muội phải cẩn thận, có những kẻ không hiểu tình yêu, thấy người có tình là chia rẽ, họ sẽ không dễ dàng buông tha cho muội đâu. Tam công chúa, tam công chúa, tam công chúa, tam công chúa, thương giáp, phụ vương ta đâu? Bệ hạ đau đớn vô cùng, thực sự không đỡ để tam công chúa đi. Phụ dương,
Đi âm bất hiếu. Nếu như có kiếp sau, Đi âm vẫn sẽ là con gái của người, mãi mãi là con gái người. Tam công chúa, Tam công chúa, Tam công chúa, khoan đã. Tam công chúa, người thực sự phải đi hay sao? Sẽ không trở lại nữa à? Lạnh lùng quá, chẳng có ai đến tiễn người hết. Đám thần này vô tình quá đi. Đa tạ mọi người, mọi người về đi. Tam công chúa, chúng ta không đỡ xa người. Đến mọi người còn không đỡ xa ta. Như mẫu hậu của ta và tiểu muội lớn lên cùng với ta lại đối xử tàn nhẫn như thế. Chủ nhân, đợi ta dưới. Thiên Toa đã bảo đừng đánh tiễn ta rồi mà. Ta đâu có tiễn người đâu. Ta vốn nghĩ là làm thần tiên quay phong tự tại lắm cơ, bây giờ mới biết thiên đạo vô tình, chẳng bằng trần gian. Ta hạ phàm cùng với người, làm con thoi như trước, sống cuộc sống bình thường, không làm thần tiên gì hết. Thiên Toa, chúng ta đi thôi. Thiên Toa, quay lại đây. Ta không làm thần tiên nữa, không làm nữa. Có làm thần tiên nữa hay không, ngươi không tự quyết định được. Đây là Nam Thiên Môn, là chỗ ngươi nói đến là đến, nói đi là đi hay sao? Ta không làm nữa cũng không được hay sao hả? Bỏ ta ra. Thiên Toa, cô quay lại đây. Chủ nhân à, Tam công chúa, chúng ta có còn gặp lại nhau nữa hay không? Chuyện này đáng ra người không nên đưa ta lên trời, không nên bảo ta làm thần tiên. Thiên Toa, ngươi ngoan nào, sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt đó. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Chủ nhân, chủ nhân. Lê Phúc à, người bảo nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Liệu nàng có còn về nữa không? Sao chẳng có tin tức gì hết vậy? Không phải ta lắm lời đâu, nhưng mà ngài bảo chuyện này có liên quan gì đến ngài? Nhưng ngài thì sao, quá là hống hớt. May mà thiên đình không để ý đám tiểu tiên bé bằng hạt mè như chúng ta đó. Chứ nếu truy cứu thì ngài xúi dục Trúc Dung, khiêu khích Hạ Viêm, làm Trúc Dung mất mạng, rồi Hạ Viêm cũng tự tử. Tây Thiên Dương, Bình Thủy Dương có chịu để yên hay không chứ? Ngài nói hai chúng ta có được yên hay không? Lần này lại để tiểu tiện nhân đó thoát được một kiếp rồi. Nếu không phải là Ngọc Đế bao che thì cô ta tuyệt đối không thoát được đâu. Nghe bảo Dương Mẫu Nương Nương cũng kỳ lạ thật, bà ta lại mặc kệ thiên quy, thả Đi Âm ra, còn để cô ta hạ phàm nữa. Thì thiên đình bao che cho nhau thôi,
Ngọc Đế không đỡ xử tử con gái. Ta nói ngài cái này, nghe bảo Dương mẫu nương nương còn đặc biệt phê bút đỏ cho cái gì đó. Ta đã bảo không dễ dàng như thế đâu. Quá ra còn có một lời nguyền nữa. Ngươi còn biết gì không? Ta không biết, ta nghe nói thôi. Mau đi nghe ngóng đi. Sao vậy? Ngài vẫn không chịu từ bỏ hay sao? Ta phải khiến cho Ti Âm thoát được tội chết, nhưng tội sống khó tránh. Cha, Ngưu Lang sốt ruột muốn chết rồi. Sao Ti Âm vẫn chưa về vậy? Ta cũng đâu có biết. Cha, bình thường cha biết nhiều lắm mà, tại sao đến lúc cần thiết thì chẳng làm được gì hết vậy? Con thì biết gì chứ? Hay là cha bói một quẻ đi cha. Rút quẻ chỉ tính được hiện tượng, không bói được số mệnh đâu con. Chuyện đến nước này thì xem ý trời thế nào thôi. Ti Âm sắp về rồi, 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 Ti Âm sắp về rồi. Ti Âm sắp về rồi. Tốt quá. Cha, cha nói gì vậy cha? Chúng nó nói Ti Âm sắp về rồi đó. Chúng nó nói, mà ai nói? Bọn nó nói kìa. Cha bảo cái đám gà dịch này đó hả? Đúng đúng đúng, chính là tụi nó. Mẹ, cha lại lên cơn nữa rồi. Mẹ ơi, tạ ơn trời đất, cuối cùng Ti Âm cũng về. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Lai Phúc, sao ngươi biết ta về vậy? Ti Âm là nàng đó sao? Ta không nằm mơ đó chứ. Ta đã về rồi.